Sau 55 năm, diễn viên Romeo và Juliet đệ đơn kiện vì cảnh nóng. Sau 55 năm, Hoxie và Whiting đã đệ đơn kiện nhà sản xuất phim Romeo và Juliet với cáo buộc lạm dụng trẻ vị thành niên quay cảnh khỏa thân khi cả hai mới 16, 17 tuổi. Bộ phim điện ảnh Romeo và Juliet sản xuất năm 1968 được nhà phê bình Roger Ebert đánh giá là bộ phim hấp dẫn nhất trong những phim chuyển thể từ kịch của Shakespeare. Tác phẩm từng giành 2 giải Oscars, 3 giải Quả Cầu Vàng, 1 giải BAFTA và nhiều giải thưởng khác. Thành công của phim cũng mang đến danh tiếng không nhỏ cho hai diễn viên chính Olivia Hussey và Leonard Whiting. Bên cạnh thành công, bộ phim cũng vướng ồn ào vì sử dụng cảnh khỏa thân. Đặc biệt, ở thời điểm tham gia bộ phim, Olivia và Leonard, hai diễn viên người Anh, đều đang là thiếu niên chưa đủ 18 tuổi. Mới đây, hai diễn viên Olivia và Leonard đã đệ đơn kiện và cho biết trước khi quay phim đạo diễn Franco Zeffirelli từng khẳng định với họ rằng ông không đòi hỏi hai diễn viên phải thực sự khỏa thân khi quay phim. Tờ Variety đưa tin, đơn kiện cáo buộc rằng đạo diễn kiêm biên kịch Franco Zeffirelli, người đã qua đời vào năm 2019, đảm bảo với cả hai diễn viên rằng sẽ không có ảnh khỏa thân trong phim và họ sẽ mặc trang phục bảo hộ khi diễn cảnh trong phòng ngủ. Nhưng trong những ngày quay phim cuối cùng, đạo diễn đã yêu cầu họ phải diễn khỏa thân bằng cơ thể thật, nếu không, bộ phim sẽ thất bại. Trong đơn kiện, hai người cho rằng họ đã phải chịu những tổn thương tâm lý sau khi tham gia bộ phim Romeo và Juliet, dẫn tới việc họ bị bỏ lỡ mất một số cơ hội trong công việc sau này. Hiện, Olivia và Leonard đều mong muốn nhận được tiền bồi thường. Theo nguồn tin của tờ The Guardian, Anh, mức bồi thường mà Olivia và Leonard mong muốn nhận được lên tới hơn 500 triệu USD.